xin chào quý vị và các bạn, tôi đến từ đại diện thành phố Hồ Chí Minh. Trong buổi tọa đàm về lĩnh vực bất động sản ngày hôm nay, tôi xin mời Đỗ Hoàng của chương trình chúng ta. Và ông Trần Văn Hàng, phó tổng giám đốc công ty Hoàng Anh Gia Lai. Câu hỏi đầu tiên, tôi xin phỏng vấn Đỗ Hoàng. Theo ông, dựa vào yếu tố nào để ông Hoàng Nguyên Đức tiên phong vào đầu tư bất động sản ngày hôm nay? Thì cũng như anh cũng đã biết là cái tình hình bất động sản ở Việt Nam bắt đầu ảm đạm từ cái năm 2009 đến bây giờ. Thì ông Đoàn Nguyên Đức đã rất là tỉnh táo và quyết đoán khi hạ giá căn hộ cao cấp tại thị trường Việt Nam là giảm xuống còn 30%, giảm xuống 30%. Thì sau đó ông là người nhìn thấy cơ hội và tiên phong trong việc mà chuyển hướng đầu tư vào bất động sản tại Myanmar vào năm 2011. Thì đây là những cái dự án mà lùm beng là hầu như Việt Nam là ai biết rồi ha. Thì tôi đánh giá Bộ Đức là người nhìn ra cơ hội và có khả năng tổ chức để biến cơ hội đó thành cái hiệu quả nhất, kết quả tốt nhất. Và như anh đã thấy là bây giờ tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai thì đang gặt hái cái thành công tại cái dự án này. Theo tôi là như vậy. Xin cảm ơn ông nhiều. Xin quay lại với ông Trần Văn Hàng. Theo ông Đoàn Nguyên Đức đã tính toán vận dụng mọi nguồn lực về vật dụng và con người đã hoàn thành tốt nhất kế hoạch tiết kiệm chi phí về dự án ở Myanmar như thế nào? Xin mời quý vị. Vâng, thì như các bạn cũng biết, tại Myanmar thì những công trình cao ốc, những cái nhà cao tầng, những cái chung cư cao cấp ở Myanmar thì nó đang rất là ít. Và những cái công nghệ máy móc mà phục vụ cho cái ngành xây dựng thì nó đang rất là khan hiếm. Và bên cạnh đó là cái giá đất mà thuê thì là rất là đắt đỏ. Và hầu hết những cái loại vật liệu xây dựng tại nước này đều phải là nhập khẩu. Và trong khi đó là một cái mặt hàng của Việt Nam. Và chính vì vậy cho nên là tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai đã thành lập và nắm bắt cái cơ hội, nên đã thành lập một cái công ty xây dựng tại Myanmar để trực tiếp thi công. Và thay vì phải đi thuê các công ty xây dựng ở bên ngoài. Và để có thể là tiến hành những cái dự án kịp tiến độ, cho nó kịp tức là những cái tiến độ thi công, thì đồng thời tiết kiệm những cái chi phí cho tập đoàn Hoàng Gia Lai. Thì Hoàng Gia Lai đã đem toàn bộ những máy móc, thiết bị của mình, những vật liệu cũng như những công nghệ xây dựng từ